ơi, cuối cùng cũng quay trở lại đây rồi. Trời ơi, nơi thân yêu, thân thuộc này. Không ngờ là ông được hất ghi thần biến cả đó cứu được luôn á. Tôi cũng không ngờ tới trường hợp này, tôi còn không biết cái ông này là ai nữa. Đúng là trong họa có phúc mà. Trời, nếu mà ông không biết, ông chính là bạn gì của ba ông đó, cũng là một vị thần đó. Thì đó, thì cái lúc mà ông cứu tôi, ông có kể rồi nên là tôi cũng biết rồi. Trời ơi, vậy mà là ông biết gì hết. Không biết mà bé May biết đó. Ê, đu đi, nhiều khi vô trong đó bé May với lại Hằng Gió với lại Hana sẽ gặp vui khi gặp ông trở lại lắm đó. Đúng rồi, trời, tôi nghe nó bé May lo lắng cho tôi khóc quá trời luôn. Đâu, tôi đi coi hơn ơi. Nhanh lên, vào trong đi. Bé May ơi, mọi người ơi, anh về rồi nè. Và chính là Poseidonie, hết ghi hận của biển cả. Thôi, gặp lại sau nha. Ngươi là con người đầu tiên mà ta hết đó. Tạm biệt. Poseidonie? Thì ra là một vị thần biển cả mới nữa rồi. Càng ngày mình càng biết thêm nhiều tay to mặt lớn khác nữa rồi các bạn à. Thôi, nhưng mà không sao. Được rồi, Super Ultimate hết ghi. Bây giờ chúng ta hãy tách cơ thể này ra thôi. Được rồi, tách cơ thể nào những người anh em. Ok, hey, cuối cùng mọi người đã tách ra rồi. Được rồi, bây giờ Danny Benny, trong chuyện này chắc là ông nên dừng lại để bọn tôi xử lý. Rồi, có thôi, có ai thôi, được rồi. Giờ đi. Giờ có cả Jesu hứa ghi mạnh lắm rồi. Bọn tôi sẽ chắc chắn phình hắn trong đúng lần này. Ta xin lỗi mọi người, đáng lẽ ta sẽ có, nhưng không ngờ ta đã điều khiển. Bây giờ hãy nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại cứ để bọn tôi lo cho. Thoải mái. Lâu lắm rồi mới nói lại ông đó. Thôi, bây giờ mọi người đi nghỉ ngơi hết nha. Kể cả Cowie hay là Sally, bây giờ chỉ có Gót đi ở lại thôi. Mọi người vui lòng hãy nghỉ ngơi trong chuyện này đi. Ôi, còn hai đứa nhóc này nữa, mới gặp nhau là nó qua bé May liền luôn à. Thôi kệ đi. Bây giờ sau trong tình hình này, trận chiến này, bọn tôi sẽ cố gắng giành phần thắng lại cho chúng ta. Jetsu và gia đình Middy, con của ông ta chắc chắn sẽ giành phần thắng. Bây giờ mọi người hãy đi nghỉ ngơi đi. Hana vẫn đi hết rồi đó. Khỏe nha, có đây, hẹn gặp lại sau. Bye bye. Tạm biệt. Bye bye Bogey, bye bye Teddy. Tạm biệt mấy đứa, hãy nghỉ ngơi đi. Trời ơi, bây giờ bọn họ đi nghỉ ngơi hết rồi, có đi. Tình hình bây giờ của chúng ta sẽ giành phần thắng trong chuyện này. Ông nghĩ rằng trận chiến này chúng ta sẽ có bao nhiêu phần trăm thắng đây, có đi nhắm thử coi. Tôi nghĩ là 100% rồi đó. Tôi thấy mọi người đều đã trở nên bình thường hết rồi, không sao đâu. Trời ơi bé May ơi, bữa giờ anh đi quá trời lâu luôn, nhớ bé May quá trời luôn à. Trời ơi, đúng là anh em với nhau ha, gặp nhau là chào hỏi các kiểu, con đà điểu liền. Anh nhớ bé May chứ anh không nhớ em à. Ô Hana, quay lại đi, chúng ta cần bạn trở lại một chút xíu nào. Được rồi, tôi đang trở lại nè, đợi tôi một xíu. Trời ơi, không ai nhớ Rudy hết trời. Thiệt chứ. Anh vừa mới từ cửa chết mà quay trở lại đúng rồi. Mà không ai quan tâm hết. Đúng là anh cả khó lắm, phải đâu chuyện đùa hay không Rudy. Thôi, làm anh cả phải chấp nhận thôi. Hi ha. Thôi, đúng rồi. Bây giờ dù gì ông cũng đã có được những người em cũng gọi là quá tuyệt vời rồi. Bây giờ chúng ta thành một gia đình cũng quá ok rồi. Chuyện đó để sau đi, bây giờ trước mắt phải tìm cách đánh bại tên Kata đã. Đúng rồi. Kết hợp với bọn mình gì mà quá không? Đúng rồi, nghe nói là ông Jesu, ông có nói lần trước là ông có một hình dạng đặc biệt gì đó. Đúng rồi. Giữa mọi người, những người ở đây với lại ông ta đó. Mọi người có ai biết đâu. Em không biết luôn. Ông bảo rằng là nếu mà sức mạnh đó được lấy ra thì 100% Kata đó sẽ ngào ngán. Nhưng mà tôi không biết cái trận chiến đại chiến Huggy này lần năm này nó đã kéo quá dài rồi. Nhiều thứ xảy ra, tên Kata đó cứ chết đi sống lại miết. Tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Ta cứ như đĩa vậy đó. Đúng vậy, rất là dài luôn. Không đứt. Lần này mà không tiêu diệt được hắn nữa thì không biết sao luôn. Không sao. Lần này mà không tiêu diệt được hắn thì chúng ta vẫn còn backup ngoài sao, đó chính là Huggy huyền thoại. Thần thoại cái gì? Ổng tên cái gì? Poseidonie gì đó. Em còn hy vọng đó. Em thấy ông đó khó ưa quá à. Ổng chịu giúp bọn mình gì cho. Nghe bé May nói ông bé May đi biển gì lạ. Ông đó là người tốt, dẫn bé May đi biển thì tầm lum mà. Nhỏ nữa nghĩ vậy. Thôi đừng nói, ông ta vừa cứu sống tôi nữa đó. Đúng vậy, ổng còn cứu sống anh trai của em nữa đó. Chỉ là do những người vị thần, người ta có những cái gọi là những cái tôi riêng của bọn họ. Nên là thường bọn họ sẽ không nhúng tay vô những cái chuyện mà gọi là trần đời như tụi mình đâu. Đúng rồi đó, mấy đứa đừng có nói xấu người khác.
Đúng vậy, bây giờ anh cần như thế này, mọi người sẽ bắt đầu kết hợp hình diện mới Midi Ultra đúng không? Đúng vậy. Đúng rồi. Năm người hãy kết hợp thành Midi Ultra đi. Sau đó chúng ta cần bàn kế hoạch với lại Yesu. Trận chiến ngày hôm nay chúng ta chuẩn bị khai chiến với lại tầm Katamada đó thôi nào các bạn à. Chuẩn bị thôi. Kết hợp đi mọi người. Được rồi, kết hợp thôi mọi người ơi. Kết hợp đi. Hợp thể. Hợp thể. Hợp thể. Hợp thể. Hợp nhân thể. Đây rồi, cuối cùng thì Midi Ultra của chúng ta đã quay trở lại. Không biết với hình dạng Midi Ultra này kết hợp cùng với lại Yesu sẽ ra được cái gì nữa. Nhưng mà thôi, tôi cũng muốn xem tình hình như vậy lắm. Midi Ultra, tôi nghe đây rồi, đã lâu lắm rồi. Chúng ta vào hình trong thôi. Hình dạng này mới được quay trở lại, được, đi rồi. Chuẩn bị trận chiến nữa, đi thôi. Yesu, Midi Ultra đã có rồi đây nè. Ông hãy nói xem về tình hình mà lần trước ông đã nói kết hợp hành hình dạng siêu đặc biệt gì mà của ông đang ẩn giấu gì đó Yesu. Đúng rồi đó, bây giờ làm sao để chúng ta kết hợp với nhau đây? Đúng vậy. Ta cũng không rõ nữa, nhưng mà chắc chắn là có một cách để mà giúp bọn ta có thể kết hợp được với nhau. Tại vì chúng ta là gia đình mà, thì sẽ có một cái mối liên kết nào đó. Nhưng mà cũng giống như các con lúc kết hợp vậy, ta phải hiểu nhau đã, phải cùng đồng lòng, cùng một ý chí, cùng một cơ thể liên kết lại với nhau thì mới kết hợp được. À, tôi hiểu rồi. Theo tôi có quen biết nhiều Huggy thì tôi thấy có một gia đình, đó là gia đình của Raddy. Bọn họ đồng lòng với nhau nên là cả gia đình có thể kết hợp thành một cái hình dạng mới siêu sức mạnh, mạnh hơn rất nhiều á. Đúng vậy, mỗi gia đình đều có một mối liên kết đặc biệt nào đó, và khi mà chúng ta tìm ra được cái điểm đấy thì chúng ta sẽ kết hợp lại và ra được sức mạnh mới. Nhưng mà cái vấn đề ở đây đó là sự đồng lòng. Đúng vậy. Tôi thì mới tiếp xúc với ông gần đây thôi nên cái việc này em thấy là rất là khó đó. Với lại không những là mọi người mới gặp Yesu gạo gần đây, mọi người đang... Tôi phải nói thật thôi nha, tôi cảm thấy được là mọi người đang hơi khó chịu, cũng như là nói chung là mọi người đang không thích Yesu cho lắm. Ta hiểu điều đó. Đó cũng là một phần lỗi của ta, do ta đã không chăm bọn chúng từ bé. Vậy cái bây giờ... chướng ngại của chúng ta bây giờ đó là tình cha con của mọi người đang gặp vấn đề. Đúng như vậy đó. Chúng tôi vẫn có một số người vẫn chưa chắc. Ở đâu đó trong cơ thể Midi Ultra này vẫn còn vài thành phần như là Hana hay là... Đúng vậy, đặc biệt là Hana, Goddy, con bé và... cũng không thích ta. Tôi thấy trong đây chỉ có bé mày và Rudy đã nhận ra điều này và thông cảm cho ông. Còn những người khác thì vẫn đang có gì đó với ông rất là nhiều. Chắc là ông đã bỏ bọn họ, khiến cho bọn họ ra nông nổi như thế vậy đó, Yesu. Thì đúng vậy, ta nhận phần lỗi này của ta, nhưng mà không còn cách nào khác, ta phải như thế thì chúng mới tự lập được. Tự lập này thì hơi quá. Nhưng mà ta cũng mong là Hana, Goddy sẽ hiểu cho ta. Chúng ta phải cần một khoảng khắc gì đó giống như Rudy vậy. Ngày 1, ngày 2 thì chúng ta không thể nào như là bé May có tình cảm với ông. Nhưng mà một khoảng cách gì đó Rudy sẽ có tình cảm với ông. Mà nếu như mà bây giờ không nhanh lên thì trận chiến này sẽ phải kéo dài, sẽ còn nhiều mối nguy hại hơn nữa. Đúng là như tình thế. Tình cả ta đó sẽ không để yên đâu. Chúng ta buộc phải ra chiến trường. Chúng ta đã mất rất 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 nhiều thời gian ở trên thế giới này và không ngó ngàng gì tới hắn ta. Và bây giờ nếu mà chúng ta quay lại bên thế giới kia, tôi không biết là thế giới đó đang có những chuyện gì xảy ra nữa. Ta không biết. Và hiện tại trên Kata nó có đang ta tính điều gì không nữa. Và hơn hết đó chính là làng sinh tố của tôi, nó đang không biết có gặp vấn đề gì hay không. Đúng vậy. Hắn ta luôn mở miệng với tôi rằng là sẽ không đụng chạm gì tới cái làng sinh tố của tôi cả. Nhưng mà tôi đã chơi hắn ta một vố như vậy thì chắc hắn ta cũng không giữ lời với tôi nữa đâu. Không biết làm sao nữa. Bây giờ tôi đi lo cho cả thế giới Huggy, còn thế giới sinh tố Minecraft bình thường của tôi thì mọi người đang không biết có vấn đề gì hay không nữa. Nên là trong chuyện này chúng ta phải cần chấm dứt nó nhanh. Yesu ạ. Ta biết điều đó. Nhưng mà khoan đã, chúng ta sẽ đánh bại hắn ta như thế nào đây? Sau khi đánh bại hắn ta chúng ta giết hắn à? Hay lại phong ấn? Đúng vậy, chắc chắn ta phải giết hắn rồi để trả thù cho em trai ta. Chúng ta phải giết sao? Không thể nào mà tha cho hắn được. Ta nhớ là lần trước người đã tha cho hắn và phong ấn cho hắn đúng không? Cũng thì đúng, tôi phong ấn hắn thôi. Chính vì như vậy nên bây giờ hắn đã cùng một cái bản thể mà ngươi đã tha mới mạnh như thế này. Nếu không thì ta đã xử hắn từ trước. Nếu như lần trước tôi giết hắn ta cũng đồng thời hắn ta có một bản thể khác ra thêm nữa, chỉ là kế hoạch
để lôi bản thể chính của hắn ta được 50% trước thôi. Ông có nhớ lần đó không? Khi ông giết được hai bản thể đồng thời kích hoạt lên bản thể chính mới sức mạnh như thế, nên như thế bây giờ. Nếu mà lúc đó tôi giết hắn ta trước đi thì sao? Thì cũng như thế thôi à. Đúng không? Nhưng mà tóm lại, lần này phải giải quyết hắn triệt để. Hắn không có ý định quay đầu làm bờ đâu. Ngươi là tổng thống của thế giới này, ngươi phải ra những quyết định này. Tôi biết như thế, nhưng mà cái điều quan trọng hơn là chúng ta đã bị một lần rồi. Tôi không biết là khi giết hắn ta còn bản thể quần quờ gì nữa không. Lần này chắc chắn tiêu diệt hắn luôn, là không còn bản thể nào nữa đâu. Giống như lần trước chúng ta cũng tiêu diệt hai bản thể nó, có lại ra một bản thể chính gì của nó nữa. Chỉ còn bao nhiêu bản thể chính của nó? Nếu như hắn ra thêm bao nhiêu bản thể nữa thì ta sẽ đánh tới khi nào hắn chết thì thôi. Hắn không thể nào mà tách ra nhưng được người thôi. Nhưng mà không biết được rằng là càng xuất hiện bản thể hắn ta càng mạnh lên à. Thì ý của ngươi là như thế nào đây? Tôi cũng không chắc được là cái tôi nghĩ đang đúng hay không, là không biết là hắn ta còn bản thể hay không, hay là không còn bản thể. Nhưng mà cái thứ mà tôi đang muốn là không muốn cho hắn ta làm gì ở đây nữa. Chúng ta có một nơi khác không? Nơi khác? Thì ngươi là một thế giới khác tách biệt với thế giới này hả? Đúng vậy, chúng ta sẽ trục xuất hắn ta qua thế giới đó. Từ ở đâu hắn sẽ tìm cách quay lại đây thì sao? Thế giới nào đó mà hắn ta không thể nào tìm cách quay trở về được. Nếu có, chúng ta nếu như giống như thì ta vẫn tìm được. Giống như chúng ta gắn một lời nguyền gì đó khiến cho nó phải luôn luôn ở thế giới đó. Giống như chúng ta giam giữ nó một thế giới gì đó, ta không biết nha. Nhưng mà chỉ có một thế giới nào đó có thể giam giữ hắn ta ở nơi đó, để hắn ta không thể nào. Như vậy thì chắc ăn hơn. Và không cần giao chiến quá thì nhiều để ảnh hưởng tới chúng ta. Nếu như ngươi muốn thì ta sẽ đi tìm một cái thế giới nào đó được. Nhưng mà bây giờ cách nào để trục xuất hắn qua? Bây giờ vấn đề ở đây là đi tìm là không được đâu. Chắc là hết cách rồi. Thôi, quay lại vấn đề chính. Bây giờ chúng ta cần phải kết hợp. Kết hợp ngay lúc này tôi nghĩ không được á. Khó quá vậy. Vậy đi ra ngoài thử thôi. Cứ thử đi. Thử đi, chúng ta thử kết hợp thử hai hình dạng của hai Huggy mạnh nhất thử xem sao. Gia đình Middy liệu có thành công không các bạn? Hãy cùng nhau xem nha. Bây giờ hai người phải cùng đồng loạt nói chữ hợp thể, sau đó phải gọi là hợp tập trung với nhau là sẽ được. Làm được thử rồi. Đi đúng tay rồi. Làm thôi các con. Đó. Không làm biết thôi. Là thành công hay không nữa, chứ tôi thấy nghi nghi quá. Hợp thể. Rồi hiểu luôn rồi đó, không thành công rồi. Đừng cố nữa, ông càng cố cái nơi này nó sẽ tan tành mây khói đó. Tôi đã thử rất là nhiều rồi và cũng đã cố rất là nhiều rồi. Giống như cái đợt của anh em nhà Middy thôi, bọn họ không có liên kết với nhau, không có hy sinh gì nhau thì vẫn vậy. Đáng ghét, sao lại như vậy chứ? Thử nơi cứ bao nhiêu lần cũng không nát được đâu, chỗ ta rất là kiên cố. Càng cố đây, tôi đã nói rồi, cố làm thì nó cũng không làm được gì đâu. Bọn tôi đã thử rất là nhiều lần rồi, nếu mà được thì tôi đã cho ông thử rồi. Những lần trước tôi cũng ngoan cố như ông, cũng cố thử thì cũng chẳng được gì đâu, chỉ là hao sức của mọi người thôi. Đúng rồi đó, chúng tôi lúc trước đã cố thử rất nhiều lần chỉ vô dụng thôi. Chúng ta phải tìm đúng biện pháp thì bây giờ hợp được. Đúng biện pháp chờ tới bao giờ chứ? Bây giờ như thế này, bây giờ mọi người không cần phải làm gì nữa, tôi nghĩ là cứ ra chiến trường thôi. Yesu thì cũng có thể cân một một được với Kata mà, lo gì. Cứ ra chiến trường thôi, cái chết sẽ giúp cho mọi người hiểu nhau hơn. Chỉ có đánh cùng nhau thì chúng ta mới có thể liên kết chung với nhau được. Theo tôi thấy là Middy, Uncha và Yesu, hai người chưa bao giờ chiến đấu cùng nhau hết, đúng không? Đúng rồi. Thì đấy, đó là cái mà chúng ta đang thiếu. Hãy chiến đấu cùng nhau đi, rồi chúng ta sẽ tìm được điểm chung, tìm được mục tiêu, tìm được mọi thứ với nhau. Lý tưởng, tất cả mọi thứ sẽ cùng chung với nhau. Lúc đó chúng ta sẽ kết hợp được thôi. Được. Này, chúng ta cùng ra đánh bại. Chỉ còn cách đó thôi. Được rồi, không cần nói nhiều nữa. Đi thôi. Tôi biết được chỗ hắn ta ở đâu đó. Sao người biết chứ? Thì đương nhiên lần trước tôi đã xâm nhập vô, chưa kể là tôi còn lợi dụng nó nữa đó, thì mới có thể đưa Super Ultimate thức gây quay trở lại, không nhớ sao? À, vậy là ngươi định đánh úp nơi của nó hả? Ông thấy gì nào? Không được. Ông có phản muốn cái nơi của nó đi. Ông có muốn đánh nhau trên địa bàn của nó không? Hay chúng ta trở về thế giới thường. Trở về thế giới thường để làm hại cái thế giới của ngươi tan tành hơn nữa thôi. Phản nơi của nó luôn. Được. Thì nó sẽ không còn nơi để về nữa. Nếu như vậy thì mọi người theo tôi, chúng ta sẽ đánh úp hắn vào căn cứ địa của hắn. Đi rồi. Đi thôi mọi người. Được rồi, cuộc chiến của chúng ta chuẩn bị bắt đầu. Chúng ta đã đến được hơi của nơi ở của hắn ta rồi đó. Chính là nơi này. Đốt đây chính là nơi mà hắn ta đã ở, như là lần trước tôi cũng đã dịch chuyển qua đây. Tôi rất bất ngờ vì nơi này rất là nhiều mùi sát khí. Đúng là như vậy. Nơi đây rõ ràng rất là lộn xộn. Yes, so ông cũng cảm thấy đúng không? Đúng, ta cảm thấy chưa. Đó là nơi mà tôi mới hỏi ông là ông có nên chúng ta ở đây để đánh nhau với hắn ta hay không. Nếu không thì là một câu chuyện lớn nữa đó. Đi thôi, bởi vì đây là nơi lãnh địa của hắn. Nói chung là mình đã bước vào hang cọp rồi.
thì rất là khó khăn đó. Nên là mọi người hãy tập trung thật là kỹ. Trong trận chiến này chúng ta chỉ có thắng thôi. Đây đây đây, đi ra ngoài đây, đi ra ngoài đây. Hóa ra nãy giờ chúng ta ở trong đây sao? Đúng vậy, nãy giờ chúng ta chỉ có trong hang thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ đi qua một cái cầu. Sau đó sẽ bên trái của chúng ta sẽ là hư kỳ tối thượng. Chúng ta sẽ chuẩn bị chạm trán lại hư kỳ tối thượng đó. Được rồi, đi theo tôi, tôi sẽ dẫn đường đi cho. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Được rồi. Hư kỳ tối thượng nha. Hình như mình bị phát hiện rồi, bọn chúng đang tấn công ta, đang tấn công mình. Ôi. Lại ngồi đi. Ê. Ôi, nhưng mà quay đã, chúng ta không thể nào làm hại được hư kỳ tối thượng. Khó chịu ơi. Nếu thế phải làm sao? Hư kỳ tối thượng là bạn của chúng ta, cho nên nếu mà như vậy là chúng ta sẽ giết họ mất. Không đánh hắn, không lẽ cứ để hắn đánh thế hả? Không đánh hắn thì là sao chúng ta vượt qua được? Bây giờ chúng ta phải làm cách khác thôi. Còn cách nào để chúng ta hợp lý hơn không? Ui. Ta có cách này à? Bây giờ chúng ta sẽ dụ hắn xả chiêu vào căn cứ tên Kata đi. Nhưng mà không thể nào dụ như thế được. Bây giờ chúng ta làm cách nào để không làm hại được cái kỳ tối thượng này đây? Để tôi đánh lạc hướng có kỳ tối thượng nha. Tôi dẫn hắn kỳ tối thượng đi chỗ khác. Hợp lý đó. Quên nữa. Đúng rồi. Midi Unya, bây giờ ông có dịch chuyển, ông dịch chuyển ức kỳ tối thượng đi ra cho khoét đi. Để cho Zetsu 1-1 với tên Kata kìa. Hợp lý, chỉ còn cách đó thôi. Nhanh lên. Tôi dịch chuyển đây. Dịch chuyển đi. Dịch chuyển hắn ta đi đi. Được rồi. Còn việc lại của tôi với ông thôi, ta sẽ đánh bại tên đó. Tốt lắm, các con của ta. Ông có thể 1-1 được hắn ta không? Được, bây giờ thì ta sẽ vào 1-1 với hắn luôn. Và không có gì có thể cản trở nữa rồi. Hắn ta trong hắn này ở đâu? Hóa ra hắn trốn ở đây. Ôi, không ổn rồi, Jesus ơi. Hắn ta đi đâu rồi, Jesus ơi, không có trong này. Đáng ghét. Cứ nghĩ ta được 1-1 với hắn chứ. Mà bây giờ hắn ta đi đâu rồi? Sao lại như thế được ta? Nơi này đâu còn chỗ nào khác đâu nhờ. Đây chỉ là cái ghế mà của hắn ta ngồi nè. Bây giờ hắn ta không còn ngồi ở đây nữa. Hắn ta đi đâu rồi? Chúng ta phải làm cách nào bây giờ? Ta là như thế được. Hắn ta đi đâu được ta nhờ? Ta cũng không biết nữa. Đi lên đi. Dẫn ta tới đây thì là sao ta biết được? Đi lên đi. Bây giờ là sao tìm hắn được? Ở đâu ta? Hắn ta vô cuộc là ở đâu vậy trời? Trong cái thế giới này? Hay là hắn ta đã bỏ đi đâu rồi? Không có nghĩ như thế không Jesus? Ta cũng không biết. Ta không biết bây giờ hắn đã đi đâu và đang tăng tình cái gì. Nhưng mà ít nhất con trai của ta bây giờ, bọn chúng đang làm một điều vô ích. Hãy làm mình tập hợp lại và tìm cách để cho Hucky tối thượng thoát ra khỏi sự khống chế của hắn đi. Hắn đã bỏ với Hucky tối thượng rồi. Bây giờ phải làm sao đây? Tôi nghĩ không phải là bỏ bê đâu. Có vẻ như đây là một cái kế hoạch gì đó của hắn ta thì phải. Kế hoạch gì chứ? Tôi nghĩ là thế. Hắn ta không thể nào mà bỏ trống hay là bất cảnh giác đến như thế đâu, Jesus. Tôi nghĩ là cái chuyện mà tụi mình đến đây đầy bất ngờ, hắn ta cũng đã biết rồi. Là sao hắn biết được chứ? Hắn ta đoán vì rất đơn giản thôi. Tôi biết được căn cứ hắn ta, có nghĩa là căn cứ của hắn ta đang trong tình trạng báo động. Thế nào thì ơi, khoan đã, Jesus. Hả? Chuyện gì? Tôi không có muốn nghĩ điều này đâu, nhưng mà Mindy Ultra có khi nào đang gặp chuyện không? Hả? Tại sao chứ? Hắn dịch chuyển tên tối thượng đi nơi nào đó là sao? Sao mà ta biết được? Tôi không biết nữa. Có một cảm giác lạ lắm. Có thể nào Mindy Ultra đang gặp chuyện không? Ngươi đừng nói là con của ta gặp rắc rối chỉ vì... Không thể nào được đâu. Không thể nào mà hắn ta cho Hucky tối thượng tấn công để dịch chuyển Hucky tối thượng đi chỗ khác. Biết đâu được là hắn ta biết được sức mạnh của mình là có thể dịch chuyển nên lợi dụng chuyện đó. Bây giờ ông hãy... Không ổn rồi, hình như chúng ta có thể bị mắc bẫy. Không lẽ chúng ta đã mắc bẫy hắn dễ dàng như thế hả? Không biết nữa. Bây giờ cần phải tìm con của ta. Ông hãy dò sức mạnh của con ông đi. Chúng ta đi thôi, nhanh lên. Nếu không thì Ultra lại gặp chuyện nữa. Trận chiến này của chúng ta chưa được bắt đầu nữa. Được rồi, không ổn thiệt rồi. Đi lẹ thôi, nhanh lên.